Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ like, share video này. Mình sẽ cập nhật lại một kèo nhận 10.000 IMR nha các bạn. Hiện tại chương trình tặng phi 10.000 cổ phần IMR này khi đăng ký ID sẽ đã đủ 10.000 ID, thì nó sẽ cho mình giao dịch cái token IMR này nha các bạn. Hiện tại sau 5 ngày đã có 50.000 ID rồi. Với tốc độ này chỉ mấy ngày tới nữa là mình sẽ được giao dịch cái token IMR này tất cả các bạn. Các bạn nào chưa chơi đăng ký và KIC thì cố gắng làm đi nha các bạn, vì cơ hội đến với mình có một lần nha các bạn. Bạn nào muốn coi thì lên website gõ token Sahara IMR thì nó có ra một cái website của nó tất cả các bạn, của công ty tất cả các bạn. Các bạn vào mà tìm hiểu. Đây thì khi nó tặng cho tất cả các bạn Sahara hãng hàng không luôn nè các bạn nào muốn đầu tư thì đầu tư, muốn chơi free thì mình chơi free, mình khuyên các bạn nên chơi free đi. Thank you. Đây thì để mình tính giá hiện tại của phần nó là 0.1, mình vô máy tính. Nè các bạn, mình nhận được 10, nó tặng 10.000 nè, 10.000 IMR nè các bạn, nhân nè 0.01 nè. Sau khi ta sẽ bằng có 10.000 nhân 0.01 0.1 nè, có phải bằng 1.000 đô không các bạn? Nếu mà sau một tháng nữa tốc cần IMR nữa có lên 0.2 thì các bạn được 2.000 đô. Rất là tiện, quản lý thì chơi đi nha các bạn. Mình có để vô tất cả các bạn một cái bài viết đăng ký giải. Sau khi các bạn đăng ký xong, các bạn chỉ nhập vô bờ lưu file nè các bạn. Rồi sau khi qua đây thì các bạn nhấp vào một cây C nữa, rất là dễ luôn nha các bạn. Sau khi các bạn cây C, bạn tải lên một cái bối cảnh chân dung của bạn gồm giấy chứng minh nhân dân mặt trước, các bạn chụp cho sáng nha các bạn. Sau khi cứ nó trồng một tiếng hay một ngày đâu lại là KC, còn các bạn chụp mờ quá thì nó không có việc nữa tất cả các bạn. Các bạn mắc mờ không có nhận được 10.000 IMR đúng không tất cả các bạn. Đây thì cũng những người bạn ở dưới link mình KC thành công nhóc vậy nè. Lưu Đình Chính nè, KC nè, Sahara đâu tùm lum như này các bạn. Nè, nó có một quýt giao này tất cả các bạn. Sau khi nào mà nó cho đủ 10.000 thành viên rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn rút cái đồng này qua sàn Linh Sàn, các bạn bán về Việt Nam đồng tất cả các bạn. Kèo này là một kèo mới ra dự án hot trong năm 2020, các bạn đừng bỏ qua cơ hội này, rất là tiếc nha các bạn. Hiện tại trong thời gian khuyến mãi này, các bạn việc đăng ký và lấy cái link affiliate của mình đi chia sẻ cho bạn bè các bạn. Mỗi một lượt đăng ký KIC thành công, tất cả các bạn sẽ nhận thêm 1.000 tốc cần IMR này nè. Hiện tại tốc cần IMR này sẽ có mặt trên CoinMarketCap nha tất cả các bạn. IMR xa chứng khoán 50 tốt. Rất là đẹp luôn đó các bạn. Thank you. Sau khi tốc cần IMR này cho rút, các bạn khỏi cần mà để các bạn nạp vào những sàn các bạn chơi như cạc thanh toán như tiền điện tử, ứng dụng công nghệ. Tiền này sắp sửa ứng dụng với các bạn ơi. Rồi Sahara ngân hàng không nè, đối với tất cả các bạn và mình, đối với 1.000 đô thì rất là lớn, các bạn không tin đâu nha các bạn. Còn đối với những công ty nước ngoài nọ đồ, đối với người ta, đối với mấy cái sàn giao dịch, 1.000 đô của ta bằng có 1.000 mình nè, mình nói thắng luôn. Các bạn nào có chơi bên Forex và đánh Maxi, các bạn nào có chơi hoặc là đánh bên Forex thì các bạn sẽ biết những tài khoản của chuyên gia đó, 300-400 ngàn tốc cạn, mà mỗi một tốc cạn thì 1 đô, trong mỗi tài khoản của chuyên gia 1 tỷ mấy 2 tỷ không, giờ em thấy ớn luôn, đánh mình hết hồn luôn. Vậy video mình kết thúc với tất cả các bạn. Mình thì cũng đánh chơi bo, nhưng mà mình chơi không có chơi cũng ít thôi nha các bạn. Thì chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.